Ngày 24 tháng 10, báo chí Nhật Bản đưa tin, nam diễn viên Hirofumi Arai bị tòa án cáo buộc mức án 5 năm tù vì tội hiếp dâm nhân viên massage tại nhà hôm 1 tháng 7 năm 2018. Trong tuyên bố, công tố viên Nhật Bản cho biết, nạn nhân đang ở trong tình trạng vô cùng cực khổ về thể xác và tinh thần. Việc Hirofumi Arai trả tiền người thanh nữ này sau đó đã cho thấy, cô hoàn toàn phản đối chứ không chấp thuận. Trong lời khai, Hirofumi Arai phủ nhận việc người thanh nữ này chống đối những hành động của mình. Đồng thời, nam diễn viên phủ nhận việc dùng bạo lực với nạn nhân. Phán quyết sẽ được thông báo vào ngày 2 tháng 12 tới đây. Hirofumi Arai phủ nhận việc tấn công tình dục người thanh nữ này. Trước đó, Hirofumi bị tóm vào ngày 1 tháng 2 và cáo buộc vì bị nghi vấn tấn công tình dục một thanh nữ độ tuổi 30 trong một căn hộ ở Tokyo. Việc này khiến bộ phim Do Anh Thủ Giai được mong đợi tay Fuka Yoku bị trì hoãn. Đài truyền hình của Nhật cũng kết thúc phát sóng 10 tác phẩm có nam diễn viên tham gia. Hirofumi Arai sinh năm 1979 tại Nhật Bản, tên thật là Ba Dung Xích và thuộc mới người gốc Hàn thứ ba của gia đình tại đây. Năm 2001, nam diễn viên gây chú ý với vai diễn trước tiên trong bộ phim Go. Sau đó, anh gây tuyệt hảo với vai diễn một học sinh trung học mới lớn trong Burin. Gia diễn giúp anh đạt giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại liên hoan phim Takasaki lần thứ 17. Anh cũng được biết đến trong các bộ phim khác như Dòng xoáy tình yêu, Máu và xương, Lời thú tội, Ngọn lửa gia đình.